Trong video này, chúng mình thử cả biểu thiệp hiệp khóc này ở viên iPhone XS hay nâng XS Max. Chúng bây giờ dễ tự tông tu sắp từng pi này. Ở bên trên trăm cho mỗi khí trong trăm pi bọn nó bằng bầy. Hãy tự tông spec bảo viên iPhone XS Max vì mình chip A12 cho mình nâng RAM 4G. iPhone XS vì mình chip A12 cho mình nâng RAM 4G được kia. Bây giờ dễ tự tông nâng cao bà bà chia sẻ như bà con chạy khởi thay XS Max cứ việc thông chiên XS. Ở đài là XS Max vì mình này còn là hồ tự đọc bộ mối chạy bàm ính. Hay iPhone XS vì mình trâm tại bàm chạy bàm bầy ính tê. Ở nâng khăn nông tự tông nâng cao chốt vì mình con sắp bạn nâng con bị bạn riêng riêng luôn. Xâm rạp iPhone XS Max nhằm sẽ kết kênh thang nằm bê nhằm chạp căn bà bà. Ở vì bị bà bắn tay xâm rạm nè để mình đáy tội. Bắn tay bà mình đáy thông lên nhóm ổn chế bánh hà tê. Hay dương ách bà reachability bà nằm bê là dương thơ ca chốt bà chia nó lời ekran đài. Dương ách thơ ca dương bị bà khăn ca bà kháng lớ. Dương ách thơ ca bà reachability bà khăn ca chốt bà tông bà này kháng lớ mà chúm nuôn nâng. Đôi chế ca chô tờ can xe thay như chế đào châu là khăn mì nuôi chế đâu. Nè để mình đáy khơi dương bà bà hay ca can bà bà ní vì bà chôm nâng ca thật lệ bà bọn tay xâm rạp iPhone XS với nhóm ai can bên đây là hay chứ mùi nâng ca chọc nâng nhóm ai ở dô đây nhóm chọc group store tại group này chân lọ này ekran nâng đại nhóm ai chơi khẳng lơ cả bạn nhóm ai chơi khẳng crown cả bạn vì bên đây nhóm là mốm mà là mốm pra bọn tay bây giờ cái lệch mà mở phần này khẳng lơ này ekran nâng với hãy dân sử kết khánh thang xâm rạp mau nâng lơ XS Max vì mình phía tử lý nông ca mơ chiêng đôi chìa wifi đôi chìa thmo và đã xâm rạp iPhone XS nhưng mơ tới riêng chân yên bằng tay để xa tổng hôm nay ekran nâng vì riêng tội chiêng chân bố ekran vánh tu xâm tầng pi nâng vì mau chân môi nâng vập hệ ekran Super Retina OLED đôi khả nìa vì mình HDR thân bởi tay bởi dân dạy tệ tôn tổng hôm dân bởi con thay iPhone XS Max vì tự lý nông ca tu xâm video rồi có ca lên game chiêng đôi chìa ca lên game ca tu xâm video XS Max vì riêng tự lý chiêng hay bởi dân cái lệch mà mở iPhone XS vánh vì mình chia tốt nhanh nha tế vì nó cũng rất mùi để dân ai cho tôi dụng bàn xâm rạp này để cho chật ekran tôi tu sắp tốt nghe can đạo học bao vệ trị đàm tại xâm rạp XS Max bởi nhóm dạy tệ tôi là thằng ngôn vĩnh dân ai khơi thay XS Max vì thằng ngôn chiến ca can dữ vì ai rồi đai chiến chỉ chiến ca can iPhone XS XS Max có miền camera pi crom iPhone XS có miền camera pi crom được nè camera pi crom bảo viết cứ miền tầm hôm là pi megapixel được nè dân ai thọt bàn 4K hồ tự đạo 60 frame per second dân chụp bút spec này camera cứ gật khóc nè tê dùm rạp device theo vậy đài bóng phôn tay người ta mơ chan như cái nhóm cực hạ tê tông nàng thamo nàng anh chụp mùi nàng iPhone XS Max vì mình thamo bay bòn mà rồi chật sập 4mAh máu hay dùm rạp iPhone XS vì mình tầm hôm thamo bay bòn vào mùi rồi 27mAh máu chứ mà dân priếp tớ cứ việc khóc nè cua xóm này bần tay bây giờ này dây tê tông nàng ca bà chạy xa lãnh viên khóc nè chào này thay tớ bật tờ thamo về thông mến bần tay để xài càng về thông chân ca bà cầu vì ai chạm bỏ thamo tam nâng vì mình khóc nè chào cho mùi iPhone XS dạng chân ca pra chọn một ngày nâng dạng ai khuyên thay iPhone XS Max ai pra ban dù trên iPhone XS chân lọc bì màu màu có màu màu chiêng bần năng tê tê tôn này còn đã đáy bây dân dạy tê tôn nâng kèm bê dọl bảo viên vấn dạng ai sẵn kết khuyên thay xâm rạp iPhone XS Max bê dọl bảo viết tội chiêng iPhone XS chân lọc bì mùi phía rồi mình chỉ tra này chân bởi ca mưa thầm đá nhưng còn chỉ tra bảo rằm tra này bần tay bây dân mơ dù dân sẵn kết viết nhưng bà con chỉ khởi tha XS Max kèm mà viết cứ tổ chiêng bằng tạch mình chỉ trao này sau đó mà quên xâm rạp tu sạp tầng pi nâng vì mình sẽ bạch được kênh mình chỉ khóc này trao thế vì khó thơm mô hay nâng khói ekran xâm rạp kênh dân đã sẵn lãnh tu sạp tốt bằng phần này chờ rơ iPhone XS bằng đây bây dân sẵn lãnh ekran thông mình thơm mô thông chứ nâng bằng tạch dân ai xa XS Max còn chân xâm rạp kênh tu sạp mà nhận tích smartphone nâng chú bằng phần tạch này nó video cao ít tiền.